đà sút penalty có hai kiểu cơ bản, đa số chọn cách chạy một mạch nhưng cũng có một số người chạy thật chậm để gây ức chế cho đối phương. Kiểu chạy đà dưới đây nằm trong nhóm 2. Trong trận bóng trên sân cấp huyện, một đội được hưởng phạt đền. Anh chàng cầu thủ lãnh trách nhiệm đá quả phạt chạy đà kiểu dập cục với ý đồ khiến thủ môn đối phương phân tâm, sốt ruột, từ đó dẫn đến phán đoán sai. Tuy nhiên, chiêu trò của anh chàng này không thể khiến thủ môn đội bạn bị tâm lý. Người gác đền tỉnh táo bắt bài để đổ người cản thành công quả đá. Bóng bật ra nhưng thủ môn kịp thời ôm gọn trái bóng. Và trước khi bắt đầu video clip, mọi người đừng quên subscribe channel của chúng mình để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh của chúng mình nha. Môn thể thao vua là nơi không dành cho những người thiếu bản lĩnh. Đặc biệt, những tình huống cơn não trên chấm phạt đền luôn đòi hỏi những phẩm chất ưu tú nhất của các cầu thủ. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với những pha đá phạt đền táo bạo chỉ xuất hiện trong những trò chơi điện tử. Đẳng cấp bình tĩnh và vô cùng tự tin là những gì mà Neymar đã thể hiện trong pha bóng này. Tiền đạo người Brazil lấy đà một cách chậm rãi trước khi tung ra cú sút nhẹ nhàng đánh lừa thủ thành đối phương. Đúng là tình yêu với bóng đá đã khiến cho người bảo vệ này quên đi sự đau đớn sau khi bị cầu thủ đối phương sút bóng rất mạnh vào trúng người. Có lẽ đây sẽ là bàn thắng đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp cầu thủ này khi anh tung ra pha Panenka vô cùng đẳng cấp khiến trái bóng từ từ bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn. Không cần căn chỉnh ngắm nghía, anh chàng cầu thủ này chắc hẳn phải có một tâm lý sắt đá khi rất quyết đoán, chạy đà và tung ra pha dứt điểm hiểm hóc thành bàn. Anh chàng thủ môn khá xuất sắc khi đã đoán đúng hướng chạm một tay vào trái bóng trước khi sút phạt đền, nhưng thực đen đuổi cho anh ta khi bóng lại đi trúng cột dọc và đập thẳng vào người anh bay vào lưới. Không cần phải lấy quá nhiều đà, Eden Hazard cũng có thể tung ra pha dứt điểm rất tinh tế, đánh lừa thủ môn đối phương trên chấm 11m. Tình huống cản phá thành công pha Panenka của một trong những tiền vệ hào hoa bậc nhất trong bóng đá thế giới sản sinh ra có lẽ sẽ trở thành một thành tích để đời đối với thủ thành câu lạc bộ Barcelona Rustu Reber. Pha bóng có lẽ có 1-0-2 trong thế giới bóng đá khi cầu thủ này tung ra pha dứt điểm rất hiểm hóc khiến trái bóng ghim thẳng lên khung thành. Chắc hẳn pha dứt điểm penalty của anh chàng này lấy cảm hứng rất nhiều từ những cầu thủ như Jorginho hay Bruno Fernandes khi anh thực hiện cú nhảy chân sáo dứt điểm vô cùng tinh tế. Sút như này thì đỡ làm sao được, thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn với thủ môn khi cầu thủ này thực hiện pha dứt điểm thú vị nhưng cực kỳ hiệu quả. Pha bóng ăn gian vô cùng lộ liễu của thủ môn khi anh cố tình bước lên phía trên nhằm thu hẹp góc sút của tiền đạo đối phương nhưng đáng tiếc không thể qua mắt được vị trọng tài. Sau những lời nói khiêu khích từ đối phương, anh chàng này có lẽ đã không giữ nổi sự bình tĩnh khi đá hỏng pha phạt đền, sau đó đã ngay lập tức chạy vào đường hầm mặc kệ cho trận đấu vẫn đang được diễn ra. Khi trước mặt là một thủ thành giàu kinh nghiệm với phản xạ xuất thần Gianluigi Buffon, chúng ta mới thấy bản lĩnh của Zidane khi trong một trận chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup mà anh vẫn vô cùng bản lĩnh khi tung ra pha Panenka làm tung mảnh lưới đội tuyển Italia. Bàn thắng như một cuộc dạo chơi của anh chàng cầu thủ này, bước chạy đà vô cùng thoải mái, dường như không hề có chút áp lực nào đã khiến anh dễ dàng đánh bại thủ thành đối phương. Nét mặt đầy lo lắng của cầu thủ này đã phần nào nói lên sự áp lực khi thực hiện một pha dứt điểm Panenka trong loạt penalty cân não là lớn đến nhường nào. Đúng là chỉ có các cầu thủ Nam Mỹ mới có thể cho các cổ động viên chứng kiến những tình huống vô cùng ăn mừng thú vị khiến đối phương khó giữ được sự bình tĩnh như vậy. Khi còn là cầu thủ trẻ, tự tin là điều mọi cầu thủ cần có. Nhưng Neymar trong pha bóng này lại thể hiện một sự tự tin quá mức khi anh thực hiện pha sút phạt đền vô cùng phức tạp nhưng hiệu quả lại là con số 0. Anh chàng cầu thủ này đã thể hiện mình là một người luôn có hướng đi riêng khi thực hiện những bước chạy đà khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về mình trước khi tung ra pha dứt điểm trúng cả hai bên cột dọc một lúc và quay lại đúng vị trí của anh. Nhưng cú sút tiếp theo của anh đã đi thiếu chính xác.
một tình huống rất hy hữu đã xảy ra ở giải đấu dành cho các cầu thủ thiếu nhi. Tưởng chừng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay cậu bé thủ môn và các đồng đội đang ăn mừng trong niềm vui sướng, thì bỗng nhiên trái bóng quay lại và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn đội. Có lẽ lần sau không ai dám cho cầu thủ này xuất phạt đền sau khi chứng kiến một cú dứt điểm không khác gì một cú đại bác khiến cho trái bóng bay thẳng vào góc chữ A khung thành. Các bạn hãy nhìn kỹ quỹ đạo của trái bóng mới có thể thấy tốc độ và lực sút của pha bóng này khủng khiếp đến như nào. Có lẽ anh chàng này nên sang Việt Nam để học cách giải đen khi anh tung ra pha dứt điểm trúng cột dọc và bật sang cột dọc bên kia, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đi vào lưới. Cập bến câu lạc bộ Chelsea với bản hợp đồng kỷ lục thế giới từ vị trí thủ môn, nhưng những gì thủ thành Kepa để lại có lẽ chỉ là pha cản phá penalty này. Tiền vệ hào hoa người Tây Ban Nha Xabi Alonso từng là một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất trong thế hệ của anh. Bàn thắng ở chấm phạt đền đã cho thấy một phần kỹ năng đẳng cấp thượng thừa. Không hiểu cầu thủ này đã lấy dũng khí từ đâu khi anh thực hiện pha sút phạt đền mà không cần nhìn đầy tự tin như vậy. Vóc dáng có phần cồng kềnh nhưng vẫn luôn là lựa chọn số 1 ở hệ thống phòng ngự đội tuyển Anh. Nhưng cú dứt điểm đầy bản lĩnh trong một trận đấu chung kết Euro đã khiến cho các cổ động viên phải có một cái nhìn khác về Harry Maguire. Ai thể ngờ các cầu thủ này lại có thể liều lĩnh đến như thế khi thực hiện pha phối hợp có lẽ không đội bóng nào có thể làm được khi anh chàng này đã cố tình dứt điểm vào xà ngang khung thành khiến trái bóng bật lại cho đồng đội ghi bàn. Bất ngờ chưa, một tình huống dàn xếp đá phạt đền khiến cho đối phương không kịp trở tay. Hiệu quả là một bàn thắng vô cùng xứng đáng. Chạy đà thật chậm, ngắm nghía thật kỹ, sau đó tung ra cú dứt điểm đánh lừa thủ thành đối phương rất đẳng cấp của Neymar, nhưng bóng lại đi ra ngoài đáng tiếc. Không cần quá nhiều đà, chỉ một nhịp chạm bóng cũng đã đem về bàn thắng vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả. Dừng lại một nhịp để quan sát hướng di chuyển của thủ thành đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm chuẩn xác là những gì mà một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới như Robert Lewandowski đã thể hiện trong pha bóng này. Trong một buổi tập, Mesut Ozil đã thể hiện một chút kỹ năng cơ bản của mình khi thực hiện pha sút penalty ghi bàn mà không cần nhìn. Các cầu thủ nên học tập phong cách sút phạt đền như anh chàng này, vừa đơn giản lại vừa hiệu quả tuyệt đối. Ai nói Cristiano Ronaldo không biết dứt điểm kỹ thuật nên xem lại tình huống này khi siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện pha Panenka đẳng cấp đánh lừa thủ thành đối phương. Thật đáng tiếc cho thủ môn khi anh có pha bay người rất đẹp mắt cản phá cú dứt điểm nhưng lại không thể cản phá tình huống bóng ngay sau đó. Vừa rồi là tổng hợp những pha penalty vô cùng đẳng cấp mà hầu như chúng ta chỉ được chứng kiến ở trong những trò chơi điện tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để đến với những video thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.